Rồi, hôm nay mình cập nhật bày Budo mới nhà Khánh Minh Lao nha. Mấy bé là sinh ngày 7 tháng 7 2022. Rồi mình sổ lãi cho mấy bé ha. Đó. Trong đây á, thì có bé này là bé Đợt nè. Bé Đợt ha. Đó, bé Đợt đây. Bé Đợt nè, đó, dễ thương không? Đây bé Đợt ha. À, bé Đợt. Còn hai bé này á, là hai bé cái. Đó. Hai bé cái nha. Đây bé cái. À, đây cũng bé cái luôn nè. Đây. À, dễ thương như cục bông gòn rồi đó nha. Đó, lông là dài dày đó, như bông gòn. Đây ra chụp hình đẹp đẹp tí xíu coi. Đây. Đó, đúng rồi, đến đây đẹp đẹp chứ. Đắc kỳ. Cái này phải cắn, cái này phải đập. Ok.